tiền ít các bác vẫn mua được xe đẹp đi. Các bác nhìn xem, nước sơn rất bóng, cặp pha rất sáng và có bi, có đèn bi đúng không ạ? Có một dàn lốp dày là đúc nguyên bản theo xe, phanh đĩa, phanh ABS 4 bánh, xi nhan trên gương, đăng kiểm tháng 1 năm 23, không xe 7 chỗ ngồi, số tự động, form dáng rất đẹp và đời của xe thì cũng không phải là thấp. Và đặc biệt thì tiền chỉ có hơn 200 triệu đồng. Dòng này thì bên em bán rất nhiều, các bác mình cũng biết rồi đúng không ạ? Bán rất nhiều luôn, dòng này bán khá là chạy. Đấy, bởi vì form dáng đẹp mà lại dòng xe thuần, lành tính đúng không ạ? Nó thắt bên trong đây các bác này. Đấy, ghế của xe đã được đót một bộ áo ghế rồi các bác nhá. Túi khiên toàn được làm một vị trí bên đây và một vị trí ở giữa vô lăng. Đây các bác nhìn xem, ở giữa vô lăng các bác nhá. Đấy, vô lăng đẹp. Đấy, da của vô lăng và mặt tiếng còi của xe vẫn còn khá ok đây, không bị xấu kém gì đúng không ạ? Và đây là mặt đồng hồ của chiếc xe các bác nhá. Đấy. Và đây chiếc xe được thiết kế có màn hình giải trí, có cả cam lùi, điều hòa là auto các bác nhá, điều hòa auto tự động nằm ở cái vị trí này. Đây cần số đây. Đây cần số đây cả nhà nhá. Đấy, phanh tay đây, tì tay đây. Đấy. Chìa khóa xịn nguyên bản theo xe. Và đây là màn hình báo hệ thống điều hòa các bác nhá. Đấy. Phần tắp lô, phần tắp đi, phần ghế được trang bị bằng chất liệu da xịn, loại tốt, nhìn rất đẹp mắt. Đây các bác nhìn xem, rất đẹp mắt đúng không ạ? Những cái phần móc khóa các bác nhìn xem vẫn còn rất là sáng. Chỗ này thì nó bẩn bẩn thôi nhá, đâu là hết ngay thôi. Các bác nhìn chủ yếu cái phần ngoàng khóa này cho em này. Đấy, vẫn còn ok như này này các bác này. Xe được mang tên là Chevrolet Captiva các bác nhá. Được sản xuất năm 2007. Số tự động máy xăng 2.47 chỗ ngồi. Đấy, với lúc sơn là màu đen và gốc là ở Hà Nội, biển là biển 90 các bác nhá. Và đây là phía sau đây ạ. Các bác nhìn xem cái hàng ghế phía sau của xe nó cũng không bị bẩn này. Đấy, chủ trước giữ gìn cho nên là cái phần ghế này cũng không bị bẩn các bác nhá. Và ghế này thì có thể là mình gập lại để mình tạo thành một cái khoang đồ rộng rãi. Đấy, đây là khu vực hàng ghế phía sau các bác nhá. Đấy, rất là rộng luôn đúng không ạ? Cặp đèn trước, cặp đèn sau xe còn rất là sáng đẹp, các bác nhìn thấy rất là mới đúng không ạ? Và cũng giới thiệu với toàn thể các bác, bên em đang có rất là nhiều dòng Captiva, lại về rất là nhiều Captiva luôn các bác nhá. Về liên tục, về thường xuyên. Hiện tại số sàn bên em đang có 4 con và số tự động cũng vậy, đang có tầm khoảng 5 con các bác nhá. 5 con số tự động luôn. Rất nhiều, các bác thoải mái cho mình lựa chọn. Đúng chân mẫu nào, alo bên em để chốt giá đẹp nhất cho mẫu xe đó các bác nhá. Dòng này thì bên em đang bán từ 230 cho tới 250 triệu một con đây. Đấy. Tùy theo chất lượng các bác nhá, có những con thì dưới 200 cũng có, nhưng mà các bác nếu mà mình muốn mua dưới 200 thì xác định là xe không được đẹp các bác nhá. Đấy, nhưng mà những xe không đẹp như vậy thì em chỉ biết có chỗ bán thôi chứ em cũng không nhập về đâu các bác nhá, không nhập xe kém về đâu các bác nhá. Các bác đến với bên em thì toàn xe chất thôi, không có xe kém. Dạ vâng, đây là hệ thống gương kính điều chỉnh của chiếc xe. Đây là hệ thống kính điện các bác nhá, đây là gương điện đây này các bác này. Đấy, rồi ghế cũng được trang bị bằng ghế điện đây các bác nhá, ghế điện. Đấy, cái điều chỉnh lên xuống điện, chỗ này thì hơi bẩn tí thôi. Đấy, bạn đạp ga và đạp phanh kia. Nước sơn của xe thì rất là mượt mà, bóng bẩy, soi được gương, dàn lốp dày. Đấy. Đây, em đứng vị trí này em sẽ quay các bác xem cái phần đầu của cái chiếc xe này các bác nhá. Đấy, biển 90, biển số cũng rất là dễ nhớ, biển đẹp đúng không ạ? Bác nào ở Hà Nam thì mình hoàn toàn là không mất chi phí tiền biển rồi. Cặp đèn pha của xe rất là mới luôn, các bác nhìn thấy rất là trong này. Nước sơn thì rất là bóng này, soi được gương luôn này. Lốp dày nhá, các bác nhìn xem, lốp này mình đi thoải mái không phải thay đâu. Nhiều bác mua xe về nhưng mà phải đi thay lốp, thế quá thành đắt đúng không ạ? Lốp này nếu mà lốp xịn các bác phải bỏ ra tầm khoảng 20 triệu mình mới mua được đấy ạ. Chứ còn thì lốp thường thì nó sẽ hơn là 10 triệu, không nhá, hơn 10 triệu. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho toàn thể các bác xem và ngắm cảm nhận. Các bác đúng chân alo em nhá. Số điện thoại là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 và số hotline, ba số mà bên em đang dùng Zalo nữa, các bác hãy kết nối để được biết thêm. Ở đây các bác nhìn cho em những vị trí tiếp theo, những vị trí mà em bắt đầu giới thiệu quay cho các bác mình cùng xem, em xem kỹ luôn các bác nhá. Tắt lên đèn rửa ok chưa này, da của xe rất là đẹp sáng, bậc vệ bước lên bước xuống cũng rất đầy đủ này, vách cửa đây các bác nhìn xem, phần hoàng khóa của xe rất là sáng đây các bác nhìn xem, ok đúng không ạ? Chevrolet là đến từ thương hiệu của Mỹ các bác nhá.
Vâng, đây các bác nhìn xem. Em cứ quay cho các bác nhìn xem ký những hình thức nội thất trước đã, xong đó thì em sẽ quay đến ngoài và quay đến gầm, quay đến máy, xong là đọc một số thông tin nữa cho các bác mình cập nhật và lắm thêm. Các bác xem nhá. Đây. Phần cánh cửa xe này thiết kế bằng là da này, da rất đẹp luôn đúng không ạ? Da rất đẹp nhá. Đấy, vách cửa đẹp này, da đẹp này. Nó rất rộng rãi thoải mái cho mình ngồi, cho mình đồ nữa. Cột kèo đính tán zin vì đây là một chiếc xe không có lỗi tai nạn cho nên là cột kèo vẫn zin các bác nhá. Chân ní nguyên bản theo xe. Các bác yên tâm là không có lỗi tai nạn tâm đụng gì đâu các bác nhá. Đấy, thủy kích ngâm nước là cũng không có luôn, ở giấy tờ nữa, chuẩn chỉ luôn. Các bác yên tâm như vậy. Sang tên hoặc đổi chủ, công chứng ủy quyền ở bên em cũng sẽ hỗ trợ bất cứ đâu, bất cứ ở tỉnh nào trên mọi miền Tổ quốc các bác nhá. Và đây là phần form bên ngoài của xe, bên sơn các bác nhìn xem rất là sáng bóng, có thể soi được người bên trong đúng không ạ? Soi được cả người bên trong đang đi kìa bác kìa. Gầm sàn sáng đẹp. Đèn pha hộ của xe còn ok đây. Rồi, đấy là phần phục khoang cốp của chiếc xe. Bây giờ em quay các bác xem phần bên ngoài. Đấy, có camera lùi nha các bác. Đấy, cam lùi kia. Đấy, mô kép. Giặt mưa rồi tất cả những cái đồ đạc bên ngoài của xe vẫn còn đầy đủ đây. Đấy, em quay gần một chút nhá. Đây ạ. Em đang quay một cái điện thoại bình thường thôi. Chỉ bằng một cái điện thoại bình thường thôi các bác nhá. Không phải bằng một cái gì đó mà nó gọi là kỹ xảo đâu. Đây ạ. Các bác cũng đón xem chi tiết. Các bác gần xa, các bác ở đâu, các bác ở bất cứ nơi nào đều có thể là mua xe bên em được nhá. Không đến được, bên em ship xe tận nơi cho. Công chứng ủy quyền rồi sang tên, rút hồ sơ bên em hỗ trợ cho toàn các bác rất đơn giản nhanh gọn. Còn tiếp theo là một cái cánh cuối cùng, một cánh tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu cho các bác xem đây. Hôm nay thời tiết tốt, sáng đẹp, ngoài rất là nét đúng không ạ? Các bác nhìn xem đồ da của chiếc xe nó đẹp như này các bạn. Đấy, vách cửa này, cái bu lông kia vẫn còn chấm sơn màu đỏ kia. Tắp lô nhá, tắp lô của xe thì rất là căng rồi. Đấy, đẹp căng luôn. Đấy là nội thất bên trong của chiếc xe với 7 phút cho phần giới thiệu và phần nội thất bên trong. Và tiếp theo là những cái phút còn lại mà bắt đầu em quay cho bác xem nhé. Đây, với lớp sơn rất là sáng bóng này, cặp đèn pha sáng đẹp này. Đăng kiểm tháng 1 năm 23 các bác nhá. Kính của xe được bọc dán toàn bộ xung quanh rồi nhá, các bác nhìn xem. Toàn bộ xung quanh được bọc dán rồi. Đấy. Các bác xem đến đây, mình đã yêu nó rồi thì gọi điện sớm thôi nhá. Để bên em tính toán và để cho bác mình con xe này với mức tiền tốt nhất. Đây gầm đây các bác nhìn này. Gầm đây. Dòng này thì bên em cũng quay cho các bác và cũng đã giới thiệu review rất là nhiều dòng xe này rồi đúng không ạ? Không có gì để lạ lẫm cho các bác mình đối với những con xe này như này nữa. Những cái bu lông đây các bác nhìn này, những bu lông ở giảm sóc vẫn còn chấm sơn kìa. Đấy, gầm sàn đây, rất sáng đẹp luôn. Máy số cực chất, máy số không bàn không chê được về máy và số của xe nhá. Máy số ngon. Bên em có trao đổi xe các bác nhá. Và có thu mua lại xe khi các bác không có nhu cầu sử dụng đến nữa. Và đây là cái phần khoang máy động cơ của chiếc xe Captiva này. Đây các bác xem này. Đây, em đang quay rất là gần này. Đây, cabo đây nhá, ý còn đẹp này. Tem còn nguyên này. Đây là phần khoang động cơ của chiếc xe này. Đấy, đồng hành chiếc xe em đã quay và giới thiệu và cũng đã đọc thông tin và đã cũng tả cho các bác mình tương đối là đủ và chi tiết ở trên clip ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Các bác nhanh tay gọi điện cho bên em để chốt giá cho mẫu xe này với mức tiền là ok nhất các bác nhá. Hai bên có thể thương lượng, nếu các bác đã thích thích thì chỉ bàn về giá thôi các bác nhá. Còn về chất lượng của xe thì ok rồi, các bác yên tâm.
Tất nhiên thì xe cũ một số cái lặt vặt, ví dụ như là sơn xin lại một chút và quệt nhẹ một chút thì cũng tránh được, đúng không ạ? Một tai nạn thì các bác yên tâm nhé, không có các bác nhá. Đây, các bác nhìn vị trí này thì có thấy là toàn bộ phần phông dáng của chiếc xe này, coi nhìn này rất ok, nhìn xa như là những mẫu xe nhiều tiền, nhưng thực ra thì đâu ai biết nó là chỉ có hơn 200 triệu đồng, đúng không ạ? Vâng, cụ thể như nào các bác alo nhá các bác. Dạ vâng, xin được cảm ơn và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác vào chương trình video lần tiếp theo ạ.